Chiều ngày 25 tháng 3, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đối thoại trực tuyến với đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi trong và ngoài nước với chủ đề khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của Tháng Thanh niên 2022, chào mừng kỷ niệm 91 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 3 năm 1931, ngày 26 tháng 3 năm 2022. Tham dự buổi đối thoại có các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, lãnh đạo các ban, đơn vị trung ương đoàn, thường trực các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và Hà Nội. Về phía thành đoàn Hà Nội, đồng chí Chu Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn và các đồng chí trong Thường trực Thành đoàn tham dự buổi đối thoại. Buổi đối thoại là dịp để Ban Bí thư Trung ương Đoàn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải đáp thắc mắc và tiếp thu đề xuất, kiến nghị, hiến kế của đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi trong và ngoài nước. Là trong cái quá trình mà các bạn trẻ chinh phục cái đỉnh cao tri thức, thì Trung ương Đoàn đã có những cái công việc cụ thể nào để hỗ trợ các bạn trong hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức đó, hay cụ thể hơn là trong quá trình đổi mới sáng tạo trong học tập và trong khởi nghiệp? Cái đầu tiên ấy, thì tôi nghĩ và cũng chắc là nhiều bạn quan tâm và chúng ta cũng đang rất quan tâm hiện nay, đấy là phải tiếp tục hình thành, xây dựng rồi phát triển cái văn hóa đọc trong giới trẻ hiện nay. Cho dù là đọc dưới nền tảng số hay đọc sách giấy hay đọc sách nói, sách viết vân vân, nhưng mà phải tiếp cận tri thức thông qua sách. Sách ở đây thì có nhiều hình thức khác nhau. Không chỉ trả lời các câu hỏi trực tiếp tại hội trường, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cũng sẽ tương tác trực tiếp với các bạn trẻ tại các điểm cầu và trên các nền tảng mạng xã hội. Tại nơi đây gặp rất là nhiều khó khăn, thiếu thốn, đi lại, khó khăn và bất đồng ngôn ngữ, trang thiết bị y tế cơ sở, hạn chế việc cập nhật kiến thức cũng như là học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp cũng là thầy cô không được thường xuyên và liên tục ạ. Từ đó gây ra cho chúng em rất nhiều áp lực, đặc biệt đối với bác sĩ trẻ như chúng em. Em muốn hỏi đồng chí Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, hiện nay Trung ương Đoàn đã đề xuất chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ đặc thù này chưa? Và sẽ đề xuất chính sách hỗ trợ gì để hỗ trợ chúng em, để chúng em có thể yên tâm công tác ở những vùng khó khăn của Tổ quốc ạ? Và em xin hết ạ. Công tác ở các vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn thì đã được Bộ Y tế phối hợp với Trung đoàn triển khai trong thời gian vừa qua. Và các cái cơ chế chính sách để hỗ trợ về mặt thu nhập, về mặt điều kiện công tác thì cũng đã được các cơ quan có thẩm quyền ban hành. Và cho đến bây giờ thì chúng tôi thấy nó cũng có những cái điểm mà cần phải tiếp tục sửa đổi, bổ sung để nó phù hợp hơn. Thì tôi thì đã có một cái bàn bạc với đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, và chúng tôi sẽ ký kết cái chương trình hợp tác giữa Trung đoàn với Bộ Y tế giai đoạn 2022-2026 vào đầu tháng 4 tới. Trong đấy có cái nội dung mà bạn Hợp có đề cập đến. Thông qua chương trình này, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn muốn nhắn gửi tới các bạn trẻ thông điệp: thanh niên là độ tuổi đang trưởng thành và giàu sức sáng tạo, ước mơ. Đây cũng là chủ đề của đợt sinh hoạt chính trị lớn toàn đoàn triển khai trong 5 năm tới để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 13. Thông qua đó, mong muốn mỗi thanh niên hãy luôn coi khát vọng cống hiến là lẽ sống của mình, để không ngừng rèn luyện, phấn đấu. Khát vọng đó là định hướng cao đẹp để mỗi bạn trẻ nỗ lực phấn đấu không ngừng, hàng ngày qua từng công việc của mình, qua học tập, nghiên cứu.